Xin chào các bạn đã đến với khóa học in out của Nga Nguyễn Đây là phần lý thuyết in lụa A-Z đến clip 2 Tức là phần 8.4 của khóa học in out Và phần này tôi sẽ tiếp tục đi nhanh cái phần lý thuyết Để chúng ta học hết tất cả những cái lý thuyết này Trong clip này luôn Và những clip sau sẽ là những clip uh, thực hành Hoặc là những clip giải mã những cái lý do uh, Và đặc biệt sẽ tập trung vào vấn đề về làm khung và thứ hai là vấn đề về in lụa thực tế đấy, chưa chúng ta không đi lan man nữa nhé rồi tôi sẽ lướt qua lại cái phần lý thuyết này cho bạn nắm rõ những cái bạn không xem clip trước hoặc là xem mơ màng cùng với cùng một số cái lý do về bản quyền cho nên nó đã bị cắt một số âm thanh ở trong video à, dạy kỹ thuật in léo trình dạy kỹ thuật in lụa này thì rất là dài cho nên là tôi sẽ gói gọn với những thứ rất là quan trọng thôi nhé. In lụa thì đây là một hình thức in rất là đa năng này, in được đủ thứ loại, đấy. Chỉ cần in uh, dùng mực in lụa và kéo qua một cái lớp khung đã được tạo hình sẵn và chúng ta sẽ được một cái hình in kiểu kiểu nó là như thế, giải thích mơ màng nó là thế. Đấy. Thì ở phần trước là chúng ta đã lựa cho các bạn cái uh, sự lựa chọn về cái lụa này các loài lụa rồi là cái tỷ lệ nó là bao nhiêu từ là mấy trăm hai trăm ba trăm rồi là mấy chục đấy. đây, đây là cái là các loài lụa đây để các bạn có thể uh, đọc tạm dừng để đọc những cái đó rồi uh, chúng ta có cái bàn kiểu các cái kiểu bàn in lụa thì uh, các cái bàn in lụa thông thường và tôi đã từng nói ở một cái clip trước đó là phân tích uh, hình như là mục 8.3 thì phải đó là mục về uh, chuyên về phân tích về bàn in lụa còn dao gặt mực thì chúng ta có rất là nhiều loại nhé là Các bạn lát xuống sẽ thấy tôi đã nhắc rõ là uh, Dao gặt mực dạng vuông đúng không Dạng chéo rồi vắt chéo một bên Mà đang keo thì rất là nhiều loại Chúng ta sẽ chỉ mua những cái thứ chúng ta cần thôi Nghĩa là cái kích thước vừa với cái khung của chúng ta Đấy, theo tôi thì mua nếu không thì mua một cái, hai cái gì đấy khoảng 25 30 gì đó cũng được, kéo hai lần cũng được. Không quan trọng lắm. Đối với cái bàn chụp thì chúng ta có thể chế, đấy có thể chế hoặc là mua sẵn từ các cái đơn vị Còn những cái đơn vị mua này khả năng tôi sẽ đưa list một là danh sách các bạn sẽ có thể mua địa chỉ tin cậy Ở trong phần miêu tả của video này nhé Vì chúng ta sẽ còn có à, có hướng dẫn về gì? À, về cái danh mục là mua mực in nữa Cho nên là tôi khả năng tôi sẽ đưa vào đó luôn để các bạn đọc Chứ nói qua là chả nhớ tên, chả nhớ số điện thoại Keo dung dịch cảm quang thì cái này chúng ta cũng có thể mua sắn hoặc có thể tự pha theo thành phần đó là gì? Đó là dung dịch cảm quang và micromat này Cái keo này thì có thể là keo đục, keo trong hay là keo xanh, keo vàng, keo trắng gì có cả Đấy chưa quen thì có thể mua sẵn, còn quen rồi thì có thể mua về tự pha tự chụp. Đấy, rất là đơn giản. Có hai thành phần ghi vào trong sổ cho nó nhanh, nhanh chóng nhé. Keo thì có keo chụp nội, keo chụp ngoại, thì tôi vẫn đang xài keo nhụp uh, nội, nhưng mà sau này tôi cũng có thể xài keo của bên Mỹ, Cho tốt hơn các bạn, tốt hơn nhiều. Thôi mấy cái này thì các bạn sẽ được uh, cái bọn uh, bán hàng tư vấn, nhá. Mấy anh em bán hàng tư vấn cho, tôi không tư vấn về cái này. Mực in thì chúng ta có rất là nhiều loại, in lụa, in uh, lụa cho uh, cho vải thì có mực dầu, mực nước dầu thì cũng có nhiều loại để có thể là in giấy in nhựa kim loại vải thì ở đây chúng ta in và tập trung vào vấn đề học in vải thì chúng ta chỉ cần là tập trung vào mực dầu và mực nước hai dòng này thôi đấy còn các bạn một số bạn đó là làm thêm hình thức xưởng đa năng tức là kết hợp thêm in này chén bát ly sứ rồi là à, nhựa rồi hộp giấy nữa đấy thì có thể nghiên cứu thêm nhé mực về cơ bản in vải là khó hơn tất cả những thứ khác đấy còn những cái đồ đó thì dễ lắm cho nên là các bạn uh, có thể tự suy ra đấy. Mực nước, mực nước này chúng ta ở đây nói nói chuyên về uh, in uh, in vải thôi nhé in vải. Chứ còn mực uh, đối với các thành phần khác đâu có liên đâu có nhiều thành phần như này đâu, mua về là quốc luôn thôi, không có quá phức tạp đến mức độ như thế này. Đấy những cái thứ này thì các bạn có thể liệt kê vào sổ rồi gạch, gạch dần những thứ ta cái cách của tôi á trước đây tôi cũng học in lỗ cũng vậy tôi sẽ ghi chép tất cả mọi thứ mà nó có thể chúng ta có thể dùng sau đó tôi sẽ gạch bớt tất cả những thứ không dùng và trừ lại những thứ chúng ta dùng đấy chứ không phải bây giờ chúng ta chưa hiểu mà chúng ta cứ trừ ra những thứ không, uh, chúng ta muốn một một phát ăn ngay một phát hiểu ngay là hơi khó thực sự là thế đến bây giờ tôi có nhiều thứ tôi vẫn chưa chưa thực sự hiểu rõ Chứ không phải là tôi hiểu hết đâu đâu các bạn ạ in lụa đó là một cái quá quá trình dài mênh mông làm hai chục ba chục năm cũng chưa ăn thua gì cả và đặc biệt là đối với cái thế công nghệ hiện đại ngay bây giờ tôi tin rằng những anh nào đã làm 15 hai chục năm trước bây giờ không còn không còn phù hợp với hiện tại nữa cho nên là chúng ta cứ luôn luôn là à, liệt liệt kê và gạch gạch bỏ những thần dần những thứ không cần thiết trong cái giáo trình này các bạn chỉ tận dụng được khoảng 30 là ngon rồi nhé rồi cái kỹ thuật chụp bản in lụa thì kỹ thuật à, tráng cái này thì đây là lý thuyết khá là phức tạp video trước đã hướng dẫn cho các bạn rồi thì sau cái clip hướng dẫn về cái phần lý thuyết anz này thì tôi sẽ có một cái buổi phân tích kỹ càng một cái clip phân tích kỹ càng vì sao để các bạn hiểu rõ về làm khung và một cái buổi phân tích kỹ càng về in hai buổi đó là coi như là xong phần in lộ nhé coi như là thực hành luôn đấy còn những cái này thì đọc các bạn cứ đọc qua thôi cứ để nghiêng cỏ lên kéo thì xoáy tất cả những cái này đây là giáo trình cú mà tráng hai lập hai hai lần để là giúp cho cái phần bảng nó nó được dày hơn đấy giống như các bạn làm bánh khô bánh tráng đấy làm các bạn tráng một lần thì nó mỏng tráng hai lần thì nó dày kiểu kiểu như thế đấy chụp bản chụp bản thì đây đây là một cái hướng dẫn quá sơ sài quá sơ sài ngày hôm nay nó công nghệ nó khác nó chụp nhiều màu hơn và phức tạp hơn nó không thể là hướng dẫn như thế sơ sơ này là được đâu cho nên là cái buổi sau ta sẽ phân tích kỹ về cái làm chụp trên cái, cái cái khung thực tế nhé đây là phần quan trọng này các bạn cần phải ghi nhớ này đấy theo thứ tự đây là bản in rồi đến uh, phim phim rồi đến gì đến khung khung đến tấm vải đen đúng không tấm vải đen rồi đến là tầm một tấm kính một tấm xốp uh, mềm gì đấy sau đó đặt vào mà khoảng 15 20 kg gì đấy đá hoặc gạch gì trên cho nó có lực đè xuống được rồi. Còn nếu bàn chụp chân không thì không để ý, không cần để ý nhé Đây. Lưu lại. Lưu lại hoặc là vẽ lại hoặc là ghi cụ thể. Còn đối với phần này thì quá phức tạp ở chỗ ghi chép nhưng các bạn chỉ cần biết rằng mục này giúp chúng ta định mức cái thời gian chụp bản Thời gian chụp ảnh rất đơn giản, đó là các bạn sẽ test thử từ à, thời gian từ thấp đến cao. Nếu như mà ở thời gian thấp mà nó cũng chụp thành công thì chúng ta cứ dùng thời gian thấp. Còn nếu thời gian cao quá, tức là chụp lâu quá mà nó vẫn à, không thành hình được thì có thể khả năng là do các bạn bỏ ít bigromat quá. Đấy còn nếu các bạn bỏ vào thêm biromat rồi mà chụp nó lại già quá rửa nó không ra được thì nó khả năng nó chụp thời gian lâu quá đối với cái cái mà tìm mức thời gian đây là cái công đoạn khó để các bạn có thể uh, hiểu và làm một phát là ăn được ngay thì ở đây tôi đã vẽ ra cái này đây đối với thời gian đây là cái cái biểu đồ về thời gian một cái cột mốc về thời gian đây là biromat nếu các bạn bỏ biromat nhiều đúng không ạ thì các bạn sẽ giảm thời gian còn bigromat ít thì các bạn phải tăng thời gian. Làm sao để mà đưa ra một cái thời gian uh, một uh, cụ thể một cái mức thời gian hoặc bigromat cụ thể cho bạn sau này cứ thế mà làm theo thôi. Nếu chúng ta cố định mức Bigromat ở một cái mức là a nào đấy, ví dụ như này thì chúng ta sẽ tăng thời gian từ từ ít cho đến cao. Tức là thấp đến cao để làm sao mà chúng ta định lượng ra một cái cái quãng thời gian phù hợp nhất để chụp nó dễ rửa và hình không bị hư là chúng ta coi như đó là một mức ok nó định hình trong đầu là như thế thôi chứ thế ra làm là quốc là làm ngay không cần phải eh, gì cả nên là nhiều bạn cứ hay đi tới các cái xưởng khác những cái những cái cơ sở họ làm nghề ấy rồi nhìn rồi làm theo rồi là học mót những cái này không có gì cả các bạn ạ à. do các bạn chưa định hình được cái này này các bạn định hình được cái này thì các bạn về các bạn test các bạn làm chứ không cần phải học lỏm gì ai cả. Từ những cái quá cái, cái kiến thức A đến Z về uh, về gì? Về in lụa này thì các bạn về nếu các bạn suy nghĩ một tí thì nó sẽ hiểu ngay toàn bộ mọi thứ, định hình lại mọi thứ và chúng ta sẽ bắt đầu thực hành. Thực hành thì có tập thôi, không tập là không được các bạn ạ. Chúng ta phải tập để chúng ta làm. Đấy. Còn lại không có gì phải khó cả. Rựa bạn cũng vậy lần đào rửa không thành công thì ok lần sau chúng ta lại rửa tiếp xịt không ra thì có thể dùng hai miếng vải trà vào nhau để trà nhẹ thôi để cho nó ra đấy xịt tia mà lớn quá nó hư hình chúng ta phải đổi thành xịt tia nhỏ đấy thì rồi rồi chúng ta cũng sẽ ra được thôi không vấn đề gì đúng không ạ phơi khô ở đây thì tốt nhất là nên phơi nắng còn sấy thì có có cái hệ thống sấy thì, thì càng tốt nữa đấy còn sau một thời gian chúng ta lại rút ra được cái kinh nghiệm khác đó là ví dụ như là chụp hôm nay mai in nó rất là tốt hoặc chụp buổi sáng chiều in nó cũng rất là tốt đấy rồi chụp xong nếu mà xài muốn xài lâu nó có thể dùng thêm nước cứng hoặc thêm một số thành phần khác dùng để chết làm chết bảng thì nó càng tốt nữa đấy hiểu không ạ thì sau này chúng ta sẽ định hình và chúng ta học dần những thứ đấy rồi cái kỹ thuật in căn bản thì đây thì in phẳng với cong cái này thì dễ rồi đúng không ạ? Bản in đây là cái loại cử cố định, nó cố định đặt xuống là quốc thôi. Đấy, tức là cái này đã cố định không thì chúng ta có thể di chuyển cái cái gì? Cái sản phẩm của chúng ta in. Đấy, còn nếu sản phẩm cố định thì không nó là di chuyển. Các bạn hiểu không ạ? Đấy. Nhắc lại như thế thôi hồi bữa ta đi qua rồi. Cái dao gạt mực thì Đai vuông còn có nhiều loại chéo này lại khác. Thì ở đây thì sẽ có uh, sẽ có đơn vị bán họ sẽ chào hàng cho chúng ta đủ thứ loại và sau này sẽ còn nhiều loại khác. Thì chúng ta sau cứ mỗi thời gian chúng ta có thể test hoặc mua thêm về để test nhé Tốt nhất các bạn nên mua cái loại loại mà nó uh, lưỡi nó mềm thôi. Đừng có mua loại lưỡi cứng quá nhá. Cứng thì dùng cho mực đặc, còn mềm thì dùng cho mực loãng hơn. Nhưng chung quy lại mềm vẫn là thứ ngon hơn tốt nhất nên đưa mọi thứ về cái hệ 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 chuẩn đấy tôi đã test nhiều rồi mấy loại cứng thì nó cũng không ăn thua mực nó không đi đều và không dày được đấy rồi cái tắc kê này thì đừng quan tâm rồi để, để phần sau chúng ta phân tích cái vấn đề chụp khung và đi rõ của uh, bằng một cái hình ảnh thực tế thì chúng ta mới định hình dễ được thiết bị phơi thì loài nhiều loại lắm nên là phơi là các bạn nên lên cộng đồng uh, in lộ Việt Nam tìm những cái ông mà bán mực nó đưa bán mực bán hệ thống sấy hệ thống phơi gì đấy các bạn sẽ thấy nhiều cái loại mới lắm và chúng ta không cần phải nghiên cứu những thứ này quy trình tiến hành in lụa đối với in lụa thì nó cũng không có gì là phức tạp cả đúng không ạ chúng ta vẫn phải chuẩn bị theo một cái quy trình mà mình hướng dẫn từ đầu đó là À, chuẩn bị khung đúng không ạ? Chuẩn bị khung sau đó chuẩn bị mực in rồi đưa sản phẩm à, cần in vào bàn hoặc là một cái có thể là bàn hay là một cái 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 gì mà các bạn thiết kế để in có thể là bàn lăn bàn tròn hay là à, đủ thứ đấy để chúng ta chuẩn bị cái đã chúng ta đặt khung vào chúng ta kéo là là được thôi. Đấy. Rồi đối với uh, phần vải áo thun đây là phần chúng ta đi tiếp phần tiếp theo đây này. Thì Ở đây là cái tấm vải mỏng này thì tôi chỉ giải thích cơ bản thôi. Đó là dùng cái thứ này dùng để gì? Chúng ta cố định cái sản phẩm. Đấy, chúng ta đặt cái sản phẩm lên thôi. Đấy, muốn in thì thế. Thì các bạn có thể thấy cái video mà tôi đã in cái gì đó. Chắc chắn các bạn đã từng thấy tôi in rồi thì rõ ràng là, là nó là, là cái ý đó đấy. Còn đọc cái này nó phức tạp quá, dài quá. đoạn này theo tôi thì chúng ta sẽ bỏ qua bởi vì là nó liên quan đến đến vấn đề cả chụp khung đến cái này thì phần sau chúng ta phân tích thì tốt hơn này phần phần sau là chụp khung rồi là tôi phân tích cái vấn đề lại tại sao lại cái quá trình chụp khung và cái quá trình đưa sản phẩm là in nó phải khớp với nhau đấy nó phải khớp với nhau đấy. in một màu thì quá dễ rồi còn in hai màu hay hai màu cũng như nhiều màu thôi ở đây là nó chỉ ghi là in hai màu hai màu là ví dụ thôi hai màu chỉ là một cái là chúng ta để ví dụ là in như nhiều màu thôi đấy hai màu làm như nào thì nhiều màu cũng làm y như trang như vậy đấy lần 3, lần 4, lần 5, lần 7, lần 8, lần 10 thì cũng giống như lần thứ hai hiểu không ạ đấy nhưng ở đây ngày xưa nó làm là gì giáo trình này được soạn là gì đó là làm một cái khung và chúng ta chụp luôn hai màu và chúng ta in in một màu sau đó dán một bên và in cái phần còn lại cái này thì quá cái theo tôi là nó quá sơ sài và quá đơn giản ấy. chả có ai mà chả không hiểu cái đó cả thậm chí là 10 màu trên một khung cũng được chứ không phải là hai màu nữa không có gì phức tạp ở đây là có viết rõ là dùng khung sau đó là dùng dầu ông già tẩy nhẹ để cho nó nó, nó, nó thông những cái chỗ mà nó bị bít. Hiểu không ạ? Cái dầu ông già nó cũng khả năng tẩy rửa nó rất là cao các bạn ạ nhá. Nó tẩy rửa những cái vết bẩn rồi như những vết ố rồi là những cái vết mà có thể là nó trong các bạn biết đấy, trong cái hàm lượng keo á, trong cái trong cái keo chụp này, trong cái keo chụp này thì nó có một cái hàm lượng đó là keo nhất định cái keo chụp thì nó cái keo cái keo này nó, nó cái loại gọi là cái keo dính nó, nó dính nhiều khi các bạn các bạn chụp xong rồi các bạn đặc biệt là pha non ví dụ mà pha pha mà pha bicromat ít nhỉ nói như thế pha bi bicromat ít đấy thì chắc chắn á, khi các bạn chụp xong á, chụp xong thì rửa xong bắt đầu nó bắt đầu là nó chảy một ít keo, một ít keo ừ. hoặc là các bạn hiểu không? ví dụ các bạn nha, tôi ví dụ nha, à, vì sao tôi lấy dịch là thì khó, vì online nó nó là khó ở chỗ là khi các bạn ví dụ, ví dụ nha, ví dụ các bạn nhỏ một hạt mực vào áo, vào vải thì có phải là nó nó nhòe đi không? Nó sẽ bị nhòe đi đúng không? Nhòe đi, nhòe đi xung quanh đấy hoặc là các bạn chấm 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 một cái bút lông đúng không ạ chấm bút lông vào vải thì vải đây có thể là vải ướt ướt thì các bạn ướt thì các bạn sẽ thấy ngay là nó bị bị, gì? bị nhòe xung quanh đấy nhòe xung quanh tại sao tôi lại nói điều này tại tôi nói điều này là bởi vì là nếu các bạn không để ý cái này thì do khi các bạn chụp xong á thì những cái keo nó thấy bị nhòe đi, nó bị nó nó bị lây lan chụp xong nó bị, bị bị nhòe và nó nó bị bít luôn cái chỗ đấy và bít ngược lại ngược lại cái vùng vùng đá chụp đá chụp và cái cái này cũng rất là quan trọng ở chỗ là nếu các bạn mà in một cái sản phẩm mà các bạn vừa mới xử lý tình huống xong là um, dùng một ít vải này với một ít nước này các bạn chùi vào cái chỗ mực hoặc là cái hoặc là vải nó bị ẩm thì các bạn in xong ấy in xong vào đấy thì nó sẽ bị nhòe ra và các bạn chắc chắn để là phần nhòe này không bao giờ xử lý được khó xử lý cực kỳ luôn đấy ví dụ các bạn in lên cái áo màu vàng bạn in lên màu đỏ mà vải vải màu vàng ấy đang bị ẩm thì nó sẽ bị nhòe nhòe xung quanh cái chi tiết đấy và coi như là vứt áo vậy thôi và ở đây tôi nói là cái làm khung này khung ở đây nếu các bạn làm không cẩn thận bỏ bicromat ít hoặc chụp chưa đủ độ đồ, đồ già của khung thì coi như là xong rồi đấy là các bạn sẽ bị nhòe ra và sau này nếu các bạn muốn xử lý để in được cái đó thì các bạn sẽ cần phải dùng một cái à, có thể là dùng cái súng bắn tẩy nhỏ nhỏ đấy bắn thật cha bắn ra nó vẫn có thể ra được vẫn chụp được vẫn chế được thôi nhưng mà tốt nhất là không nên để như vậy các bạn nên làm một tỷ lệ phù hợp và sau đó là sấy à, ngay sấy khô đưa ra nắng như nó khô ngay nhé. Đây là một phần để lưu ý tôi nhắc thêm trong cái quá trình uh, uh, học trong phần uh, lý thuyết thôi. Còn lại chỉ là dựa vào kinh nghiệm của các bạn thôi nhé. Ở đây thì có hướng dẫn về cái 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 cái, cái chụp mà in cử đấy các bạn đây chính là đây là cái 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 mà về in cử đó các ông uh, nào mà không làm bà đang làm in giống mình nhé in bằng canh mắt thì có thể xem xét thêm về chỗ này nhé xem xét thêm về cái chỗ đó in cử này uh, chúng ta sẽ xem xét về in cử này đây ở đây chúng ta có một cái hệ thống một cái cái cái, cái, cái loại sắt mà uh, sắt hộp kiểu như thế này có bán sẵn này sau đó gắn cái cục gù này đây là cái cục gù gắn vào chứ gắn bỏ vào vặn vào là xong nhá vặn vào với cứ chữ t này là xong chứ chả có gì cả các bạn ạ chúng ta chưa như các bạn chưa tiếp xúc với cái lệ loài này thì các bạn cho rằng đó là một thứ rất là phức tạp và cần phải đi học chứ không có gì cả một cái cục gù này hai là phải gắn hệ thống đường ray này ba nó là phải làm khung có chữ t vậy thôi và chúng ta sẽ khi mà chúng ta vào chụp khung thì chúng ta gắn mọi thứ nó là khớp ăn khớp với nhau như này đấy chúng ta đặt cái chữ T này vào chỗ cái cục cù cụ, sát vào đây và hai cái đinh đóng hai bên hoặc là hai cái phần phần nhôm nó nhô ra đấy chúng ta đặt sát vào cái 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 cái, cái thanh sắt này và nó sẽ cố định được chúng ta cái hình y này đấy Đấy, thì chúng ta sẽ cố định là ở cái phần chụp và phần y nó giống nhau thì ở đây người ta đã dùng một cái cách đó là gì lấy bút lông kẻ một đường xung quanh cái đập áo thì có nghĩa là tôi muốn in cái tay áo thì tôi dùng cái rập tay áo, tôi dùng in cái thân trước thì tôi dùng cái vải thì in cái rập thân trước đấy để chúng ta bôi cái gì? Bôi keo, lát nữa chúng ta sẽ có công đoạn gọi là bôi keo gọi là keo trải bàn. Cái loại keo này giúp cho định cố định cái uh, áo, cái vải vào vào cái bàn in. Đấy, cố định ở đây có nghĩa là nó chỉ dính một phần thôi các bạn ạ, à. chứ không phải là dính dính hoàn hoàn toàn nó giống hoàn toàn như băng keo ấy, nó dán được mà nhổ ra được đấy, ok không ạ Nhưng mà chúng ta cũng không nên uh, hiểu khoa học hòa uh, hiểu một cách uh, cứng nhắc như vậy, chỉ cần đơn giản là các bạn uh, cố định làm sao nó cố định được cái phim in không in, sau đó ra ngoài cũng vậy, ra ngoài thì uh, ra ngoài bản in thì chúng ta cũng cố định cái sản phẩm in của chúng ta giống nhau là được. Còn đừng có quan tâm là nó phải bôi keo đúng y như cái rập này. Chả quan trọng. Tách màu thì bây giờ là bây giờ tách chúng ta tách gì? Tách hai màu hai khung chứ. Đúng không ạ? Thì cái chỗ này đường, đường ray và cục cù thì có chắc chắn là chúng ta có phải làm rồi. Đúng không ạ? Không cần quan tâm nhiều lắm. Chữ T, keo, trải vải. Lấy thân vải, cắt theo để đưa lên bàn in sau đó chuẩn bị các vật dụng cần thiết chỉ cần vật các vật dụng cần thiết là gì các bạn nhớ không ạ đó là khung này đó là cọ này đó là mực in này đúng chưa ạ rồi là hệ thống sấy này tất cả mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng và chúng ta gì in thôi in màu thứ nhất sấy khô in màu thứ hai đấy còn nếu các bạn anh nào cao siêu thì in luôn không cần giấy, có chứ không phải không có nước ngoài in, in luôn không sấy luôn in out uh, áo thun đã may sẵn này In ao thu đã may sắn thì các bạn cũng có thể làm như trên hoặc có thể làm hệ thống bàn giống như, như tôi in cái ánh mắt đút vào là xong đút vào ở đây thì chúng ta có nghĩa là vẫn có thể xài bằng keo để cố định áo hoặc là không xài keo cả hai thứ tôi đều làm được tôi làm được thì các bạn cũng làm được không có gì phức tạp cả cho nên là chúng ta đừng có cứng nhắc đừng có nói là ông này siêu hơn uh, uh, cái anh a này giỏi anh b anh b giỏi hơn anh c rồi là ông này nó làm ngon hơn ông nào làm hiệu quả ông ấy có tiền đó là thèn là, là là ông ngon hơn còn nhiều ông tôi thấy ngon bây giờ vẫn đi là bán là sang lại xưởng mà làm 10 năm trời bây giờ cũng chỉ có chưa có gì nhé chưa có đất đai chưa có nhà cửa chưa có vợ con chưa có gì đồng nào trong tay luôn đấy cho nên là chúng ta không không quan trọng lắm đấy chúng ta đi nhanh cái phần này thì chúng ta hiểu cơ bản thôi nó không phải là cao siêu mà cao siêu là các bạn ông nào bán được nhiều hàng ấy. ông ấy theo tôi là thế để chúng ta hiểu rõ được cái 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 đó bởi vì là cái nghề in lụa này tôi nói với các bạn là khá là độc hại. Nói thật là như thế chúng ta cái gì mà làm hạn chế ít khi tiếp xúc với hóa chất thì nó càng đỡ hơn. Vậy thôi. Bàn in áo thun thì ở đây chúng ta không cần tìm hiểu nữa. Thực hiện in ấn thì à uh, ván ovan không còn quan tâm là bây giờ chúng ta đã thay thế bằng kính rồi. Đấy. cái phần này nó làm cho chúng ta phức tạp hơn nhưng mà không không cần để ý lắm. Chẳng lẽ là bây giờ bỏ áo thun vào mà không không cần biết là không biết là vuốt cho nó phẳng đều đặn hay sao đúng không? Đây chỉ là phần lý thuyết. Đúng không ạ? Trong một cuốn sách thì nó là lý thuyết là nó phải ghi đầy đủ nhưng mà nó chỉ có 20% giá trị thôi, 20 30% giá trị thôi. Đấy, cho nên những phần như là phẳng dư thừa này uh, bỏ ván vào như thế nào thoa keo như thế nào thì thôi cái này các bạn sẽ tự hiểu nhé ba cục tắc kê ở vị trí một hai ba không quan trọng luôn đấy các bạn không cần quan tâm đến những cái cái này lắm các bạn chỉ cần cho áo vào thẳng đều vuông vức và chúng ta in theo trong cái tư duy chúng ta có, đừng có theo ai cả, là xong. Đấy. Những cái giải thích về mặt bàn gỗ cái này thôi, khỏi nói đi. Nó cần phải phẳng là xong. Đấy, hiểu không ạ? Phần lý thuyết này chỉ đơn giản là chúng ta cần phải tìm một cái mặt phẳng thật phẳng là xong. Chúng ta không, chúng ta nên tốt nhất nên làm bằng kính. À. Nếu là gỗ thì phải gỗ thật phẳng, thật là phẳng nhé. Đấy. Phẳng ở đây có nghĩa là nó mịn màng nhưng không có nghĩa là ví dụ các bạn này à, gọi là nếu như bây giờ tôi in cong thì làm sao lại là chẳng lẽ lại không in được không? Ở đây tôi nói là phẳng có nghĩa là nó mịn màng, cái cỏ của chúng ta có thể đi qua được, đấy, đi qua mịn màng để cho mực nó, nó rơi xuống, nó nó tạo hình, nó mịn màng, đẹp, đấy đây là giải thích về 70 năm trước mấy chục năm trước thì in thủ công thì cũng như là chúng ta in nhưng bây giờ chúng ta không tìm hiểu về 70 năm trước nữa Đấy. ở đây có nhiều chiều bàn chúng ta đã phân tích xong rồi này vậy bây giờ in với nhiều màu ở trục quay này chúng ta chúng ta uh, tôi đã tư vấn về cái phần bàn rồi chúng ta không nên làm mua với cái bàn tròn này được chưa Chúng ta nên làm nhiều hình thức đa năng hơn Tuy nhiên thì những ai hiểu rõ về cái bàn này Chu hầu và đặc biệt là phù hợp với cái mô hình này Thì mới làm nhé Đấy Còn mực in lưới chúng ta hiện tại làm hơi khó Mực in lụa In bằng mực nước Nhiều khi in được 6 cái Làm chứ không, không cẩn thận lắm. nên Mới xong được cái nó khô ra bàn in rồi Nó khô mực rồi Văn thua đối với các khâu vật phẩm không phẳng thì các bạn có thể đấy có hai hình hình tròn hình elip nhé đây chúng ta phải làm được một cái hệ thống bàn in lăn kiểu như thế này đối với hệ thống bàn lăn này thì bây giờ nó đã có những đơn vị bán bán, bán sẵn rồi các bạn không cần phải chế nữa hiểu không ạ không cần phải chế nữa mua nó không hết bao nhiêu tiền cả các bạn lên hội in lùa Việt Nam đúng không ạ hối việt nam là công nghệ in có đường link trong cái phần miêu tả đấy các bạn đăng tin rồi người ta vào chào hàng hoặc các bạn tìm người bán hàng các bạn sẽ tìm các cái bạn mà bán máy các cái loại máy đấy các bạn tìm và mua về để xài ngay luôn họ sẽ giải thích và họ sẽ vào kỹ thuật họ sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ và làm việc với với đó chứ không nên tìm hiểu tìm hiểu để tự chế cho chưa mệt nhiều bạn tự chế được tôi không tự chế mình chỉ từ chế những cái mà 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 nó có hoạt động nó 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 rẻ hơn nhiều thôi rồi pha chế mực in giấy thì các bạn có thể tìm hiểu thêm nhé bạn in giấy thì tìm hiểu về kem in này dầu già này chất mau khô này đấy rồi tỷ lệ pha màu là đây đấy còn nếu biết bản gì đấy thì cho thêm dầu thông giống như là chúng ta dùng cái glycerin trong in in lụa đấy à in vải đấy đây cái này thì chúng ta linh động thôi ví dụ đã quá in in mà quá đặc hoặc là à, quá loãng thì chúng ta chúng ta sẽ cho thêm cái gì vào cái này thì, thì thì các bạn sẽ phải dùng kinh nghiệm của mình thôi đấy thì bây giờ chúng ta sẽ mực in shop nhé các bạn nào mà in túi shop túi ni lông thì tìm hiểu ở đây nhé các bạn nhé À, đối với mực in túi xốp túi ni lông thì có đây mực pp butan bây giờ ông già đây nhá các bạn có thể mua về hiện tại thì đã in được vải rồi ấy. thì tất cả mọi thứ này chỉ khác nhau về cái hệ mực thôi thì các bạn chỉ cần dùng một cái cố định cố định một cái khung và bắt đầu là cứ đặt xuống kéo nhờ cái này có thể tự chế tự chế với làm một cái dây du dây su trên để in cho nó nhanh Đấy không cần thiết phải mua luôn cũng được không cần thiết phải mua bàn nhưng nếu được thì mua luôn đi cho nó khỏe nha các bạn nào túi xốp túi ni lông thì tìm hiểu ở đây nhé dù mình nhé mình không 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 nói rõ về phần này nhé đây mực in vải thì chúng ta có mực nước và chướng nước đây này mực nước chướng nước thành phần gồm chướng nước này à, fitman này fitman là cái màu màu mực đấy rồi là binder fixer và glycerin thì ở đây chúng ta hồi bữa đã nhắc kỹ rồi đúng không ạ. Chúng ta chú ý vào cái 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 những cái thành phần, phần này thì ở trên này thôi. Bởi vì glycerin chỉ là cái thứ mà làm cho mực chậm khô hơn thôi. Và chúng ta sẽ cho chướng thì mình bây giờ thì mình không xài nữa, trước thì mình xài. Đơn nào lớn thì mình xài. Và đơn hàng chợ mới xài. Làm hàng chợ cho nó rẻ tiền đấy. Thì bỏ một ít mực chướng của chúng ta bỏ vào xô nó quấy đều một lát nó sẽ đông đặc nó nó sẽ đặt lên nó nó nó, sệt với nhau đặt sệt với nhau và bỏ một ít thôi có thể quấy một xô luôn một ít mực thôi đã quấy một xô nhé đây hướng dẫn các bạn ký đây các bạn có thể uh, bấm tạm dừng và ghi lại nhé bấm tạm dừng và ghi lại là xong đối với chướng nhé chướng thì tôi tôi sẽ kéo như này đây đầy đủ luôn đó phần chướng các bạn ghi vào từ uh, là hướng dẫn màu sắc này màu sắc quá lờ thì như thế nào chậm khô chậm khô quá thì như thế nào đấy. vón cục quá thì như thế nào rồi là mực bị tua và lem thì như thế nào đấy thì tốt nhất là bây giờ chúng ta làm cái sản phẩm ảo cao cấp áo những sản phẩm mà tôi làm thì bây giờ đều là cao cấp hoặc là đồ đồng phục đều là đồ đắt tiền gọi là đồ không phải là quá đắt nhưng nó gọi là đồ chúng ta cho phép chúng ta sử dụng mực tốt hơn thì chúng ta dùng bóng dẻo để in luôn cho nó khỏe nhanh chóng chứ chả ai đi pha mực uh, chướng in nó phức tạp như thế tôi quốc luôn cái gì có sẵn là giá thành cao hơn chút là tôi vẫn xài có sẵn nhanh hiệu quả bảo quản được lâu và nó giảm thiểu cái tỷ lệ lỗi thì chúng ta xài thì đây là chúng ta phần quan tâm này đó là phần trắng dẻo in màu trắng thì gồm có trắng dẻo này và dùng uh, tôi á, tôi thường thường dùng trắng, dùng pin và dùng gly không và dùng nước, nước 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 sạch của chúng ta luôn đấy. Còn một số nơi thì họ sẽ dùng bột titan, dùng thêm fit và dùng uh, glycerin nói chung là dùng hết, dùng cả nước nữa đấy rồi dùng cả thêm những cái chất rồi phụ gia thêm nữa nhưng mà hoặc có thể người ta họ sẽ à, họ làm thêm nhiều loại ví dụ như là lớp kéo lớp chống nhiễm này Hoặc là kéo riêng từng cái lớp bóng lớp dẻo riêng cho nên là cái đó các bạn sẽ phải nghiên cứu sau các bạn sẽ tự nghiên cứu thêm sau bởi vì là bây giờ ví dụ các bạn làm hàng xuất đi mỹ người ta cần ví dụ in uh, in thực ra in có 5 màu nhưng mà các bạn phải kéo đến hai chục lần Ôi trời, cái đó tôi chưa bao giờ làm nên là tôi không không dám nói gì với các bạn. Sau này các bạn sẽ tìm hiểu sau. Các bạn sẽ đi học những ông thầy hoặc là đi học những người đã từ làm đơn hàng mà khoảng à, 3 400 ngàn hàng ấy, những người làm đấy. Phải đi học những người đó. Còn bây giờ chúng ta chỉ mới làm mỗi cái đơn khoảng 1 200 cái áo thì ăn thua gì? Hoặc là một đơn 2 3 000 5 7 000 ăn thua gì? Đấy. Bạn tôi làm 3 4 000 hàng hàng xuất khẩu làm rất là gây rất là căng cho nên là tôi thấy cái đó chúng ta cần phải nghiên cứu thêm sau và hóa chất nó cũng khác với cái này các bạn ạ. hóa chất cũng khác với cái đoạn này luôn nên là đây chỉ là những thành phần cơ bản mà chúng ta cần nghiên cứu thôi đối với tôi tôi đối với tôi tôi cũng chỉ làm những thứ cơ bản này thôi đấy và tôi vẫn làm được thôi và thậm chí không dùng pin dùng nước sạch cũng được đó. đấy chúng ta các cái màu khác nhé. Cái màu khác không phải là trắng dẻo mà chúng ta có cái gọi khác đó là bóng đấy. cộng thêm bóng nhé bạn ghi vào đây thì các bạn có thể pha cả bóng cả dẻo hai thằng này trộn với nhau sau đó là gì pin pin glycerin thì cần hoặc không là tốt nhất là càng ít hóa chất càng đơn giản thì Chúng ta càng dễ thành công Và chúng ta càng làm Càng được Các bạn hiểu không ạ Càng ít hóa chất Càng đơn giản Nhìn phát biết ngay Là chúng ta càng dễ thành công Còn cứ bôi hết tất cả mọi thứ này Nó tạo ra một cái chè thập cẩm Đấy Còn in mỗi màu, màu, màu trắng Thì đây Trắng dẻo duy nhất Thì các bạn uh, In trắng dẻo duy nhất Không pha Hoặc thêm binder dừng này Hoặc thêm gì Thêm nước là xong những cái dòng mà tôi để một màu, màu xanh các bạn nên chú ý nhé bột trắng titan các các bạn có thể mua và về test nhé có thể pha thêm hoặc chỉ dùng nó để in test nhiều người in cái loại rẻ là dùng bột titan này đấy các bạn mua về test thử nhé nước sạch thì phải phải có này nếu ví dụ thời tiết quá nóng thì tôi mới xài. Quá nóng nó hay bêm, nó bay bê hơi quá nhanh thì nó mới tôi mới thêm nước vào cho nó đỡ bay hơi và nó loạn hơn. Đấy. In các màu khác. Ở đây là ghi mực trắng dẻo, ở đây là một cái tài liệu chung. Đây là có trắng dẻo, trắng ở đây có nghĩa là gì? Bóng, nhiều nơi gọi trắng là bóng đấy nhiều nơi gọi bóng là, là là trắng đấy có người là gọi là là dẻo à, cái cái bóng này là dẻo cao cấp đấy cho nên thôi tên gọi đấy các bạn chỉ cần biết là có nó có hai loại cơ bản mà tôi muốn nhắc các bạn đó là bóng và dẻo thì phần pha mực thực tế chúng ta sẽ phải khơi lại một chút về cái điều này đấy hoặc là dùng cái tài liệu của tôi tài liệu của tôi soạn lại Bóng, Bitman, Binder Thêm ít dẻo Đây là cái công thức để pha mực cho áo sáng màu Đối với áo tối màu Thì chúng ta dùng dẻo, bóng Bitman, Binder Và một ít phụ gia. Đấy, phương pháp của in thì tôi viết rất rõ ràng Có thể in lót hoặc in trực tiếp Tùy trường hợp Đó là tối ưu, đó là tần dụng các màu sắc Màu sắc sáng màu sẽ in Trong những nước đầu tiên để thuận tiện cho việc lên màu sau Viết như thế này Nó mới rõ ràng còn bây giờ một cái tài liệu nó quá cũ ký Chưa biên soạn lại trong nhiều năm Thì nó chỉ là như thế này Nhưng mà cái này nó lại được cái là nó nhiều hình thức Đa dạng hơn Nên chúng ta cần phải tìm hiểu tài liệu này trước Mực có sẵn này thì, thì thì thôi mua về là in Thì cái này không nói nữa rồi Các bạn thích màu đỏ mua đỏ Thích xanh y xanh Mức thích vàng thì mua vàng Thích đen mua đen Có hết Mua pha sẵn nhưng mà nó đắt các bạn ạ Nó mắc tiền Và tôi thích mua những cái thứ chưa pha sẵn về pha nó nó rẻ hơn và nó phù hợp hơn khi nào cần thì mình pha chả thế chả phải để dư giả cái gì cả thích thì sang lại tôi có thể mua một lần vài chục triệu tiền mực dài không hết thì tôi có thể để lại cho người khác nó có thiệt kia nó không hư đâu các bạn giống như các bạn mà nhập bây giờ nó tư duy là nhập nhập áo sẵn về nó có ba chưa in hình lên nó có nó có dư nó có tồn hàng đâu mà các bạn lo đấy con mực dầu mực dầu thì có là, đây có có thể là gì đấy tôi sẽ bôi xanh các bạn Brazil Mexico đây là cái các cái hãng mực thôi sau đó họ lấy những cái 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 hãng những cái thương hiệu này họ 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 họ, họ đặt cho cái tên sản phẩm nó luôn đấy không quan trọng mua về xài thôi mua về và và pha thêm chất phụ da cho nó uh, dễ in hơn thì là xong thôi bản chất của nó nó đã tốt nó, các bạn mua về in ngay nó cũng chả bao giờ có vấn đề còn bong tróc hay là gì cả nhớ nhé tốt nhất in dài in hai lần tốt nhất còn mực này mực dầu này có thể in được cho đủ thứ loại luôn đủ thứ loại luôn có thể in là in trên uh, kim loại này in được trên đề can này in trên các loại chai lọ ly chén sứ đủ thứ luôn và in được cho vải quan trọng là như thế in được cho vải và áo thun chúng ta đang tìm hiểu cái màu sắc của chúng ta thì cái nữa thì cái này đáng lẽ tôi sẽ cho một người chuyên về cho cho bạn bản chuyên về về pha mực về 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 cái này được đào tạo căn bản từ đại cả trường đại học ra nhé Đấy, nhưng mà thôi tôi 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 về đã có sẵn rồi tôi sẽ nhắc đây luôn cho nó khỏe Đấy, đáng lẽ là phải được đào tạo có một cái trường những cái các trường đại học về mỹ thuật đấy họ đều được đào tạo về làm và không in lúa in, in lụa in lụa và pha màu nó pha màu chuẩn hơn chúng ta nhiều mình nói thẳng như thế pha màu rất chuẩn mà biết sự kết hợp và thiết kế rất đẹp tìm được sự hài hòa giữa màu sắc các bạn biết không? màu sắc phải sáng đi với tối những cái hệ gam màu xanh đỏ vàng nó đi với nhau nó ăn khớp với nhau và thiết kế ra những hình rất đẹp tất cả họ đều có hoa tay mà còn bây giờ tìm hiểu cơ bản là đỏ xanh dương tím này xanh dương vàng đây các bạn ghi lại nhé rồi qua đây nữa ghi lại nữa đây đó tôi đã viết rất kỹ này Nha. các bạn tạm dừng và ghi lại giùm giùm mình tẩy bản in lụa nhé tẩy thì nó các bạn làm khung rồi đúng không ạ các bạn chụp rồi các bạn in xong rồi thì các bạn sẽ phải gì muốn làm hình khác các bạn phải tẩy để đưa ra một cái khung lụa trắng đúng không ạ Bề kỹ thuật nó là thế chúng ta cần phải tẩy bản in lụa thì tẩy thì nó các cái quy trình như sau công đoạn một là, là lau bằng dầu ông già này công đoạn hai là nước xà phòng này các bạn thấy phức tạp chưa rồi công đoạn ba là thuốc tím này. Đấy. thuốc tím oxy này. đến chuẩn bị này oxy lịch. trà lại nhiều lần sau đó là gì xả bằng nước và cuối cùng nữa có một công đoạn nữa đó là dùng xăng thơm hoặc là những loại dầu ông già để trà sạch những cái vết vết còn dính lại những cái vết cuối cùng ui giờ sáu công đoạn thì các bạn thấy phức tạp chưa các bạn thấy phức tạp rồi thì các bạn có thể làm đơn giản như sau các bạn có thể dùng những hóa chất các bạn nếu như là nó đã quá chết thì các bạn có thể dùng nước nóng một phần để làm để cho nó gì để cho nó nở một phần cái, 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 cái keo nở một phần cái keo xanh ra và chúng ta sẽ gì chúng ta sẽ bắt đầu bỏ có thể là mụn dung dịch da ven lên ngâm có khoảng làm sao để cho nó ẩm nhé nó cái da ven nó sẽ tẩy và nó sẽ tẩy rửa nó nằm trong ở khoảng độ 20 phút đấy đừng để nó khô khô là rồi đấy nó phải để ướt nó ngấm vào và sau đó dùng cái uh, máy xịt máy xịt hoặc là nước mạnh là được hoặc là máy xịt rửa xe xịt nó bay hết bay hết à nó bay hết còn nếu không được nữa mà những cái các bạn nếu đã dùng một cái hóa chất chụp khung ở một đơn vị a thì cần phải mua cái hóa chất chụp tẩy khung ở hóa chất a đơn vị a luôn cũng được cho nó nhanh còn bây giờ mua a mà về b là phải phải test đấy còn nếu không thì các bạn cứ thử giữa kỹ thuật như tôi dùng cái nước tẩy vải đấy là da ven lao đều hai mặt Để khoảng hai chục phút hai ba chục phút gì đấy sau đó xịt bằng là nó sạch thôi thế cho nó nhanh nhá không cần phức tạp này làm gì, nhìn 6 công đoạn này nó quá phức tạp. Đấy. nhé còn nếu không thôi. Đấy. Hoặc là các bạn mua cái hóa chất chỗ đơn vị mà các bạn mua ở nơi nào thì mua đây đó luôn. là là, là nhanh nhất nhá. Rồi in chuyển, cái kỹ thuật in chuyển này thì nhiều người nghĩ là nó là in chuyển nhiệt nhưng không phải in chuyển nhiệt thì đây là, là là không nói nữa rồi là in chúng ta dùng máy thì in uh, mực chuyển nhiệt lên vải và ép qua cái đó thì dễ cái này người ta dùng in chuyển là in trên in lụa luôn nhá dùng cái này cũng có nhiều bạn cũng có thể nhầm lẫn giữa cái in pet nhiệt à, pet lụa không phải pet lụa cũng phải cái này cũng có một cái loại vải vải in chuyển, à, một cái cái loại giấy in chuyển đấy chúng ta dùng mua phải mua cái giấy in chuyển đây mua cái hóa chất đây là cái mực dẻo này dùng để in chuyển này và chúng ta mua cái loại keo bột để in chuyển này đấy thì rất thực hiện nó cũng rất đơn giản thôi đó là dùng chúng ta chúng ta pha mực và in lên giấy bình thường in lên giấy bình thường sau khi in chúng ta rắc cái bột keo này rắc trên cái cái mực in luôn thì nó sẽ dính vào còn những cái thành phần là không dính thì các bạn lắc lắc là nó sẽ rơi ra hoặc là các bạn sẽ sau đó các bạn có thể lấy một vài sợi lông mềm quét nhẹ đều tay đi nó nó ráo ráo mực một tí là các bạn lấy sợi lông Uh, cọ lông cái loại lông cực mềm loại mềm giống như lông, lông lông thú nó nó, nó quét nhẹ là nó ra hoặc là các bạn rung nhẹ nó ra rồi sau đó là gì các bạn sẽ gia nhiệt cho nó bám vào đấy sau khi chúng nó bám vào rồi thì chúng ta sẽ gì đặt vào vải và ép lên thôi đây này nhưng vấn đề là các bạn phải cũng phải làm ngược giống như in truyền nhiệt nhé làm ngược nhé các bạn phải làm ngược ở đâu ở đâu đây này làm ngược này đấy nếu nổi thì pha nổi nếu cần nhiều màu nhiều lần dày lên nữa thì các bạn trồng nhiều màu lên thì các bạn có biết các bạn biết vì sao họ lại 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 làm như này chưa họ làm như này bởi vì sao bởi vì in trên vải là nó có nhiều thứ nó không không phải là in được đâu in in chuyển như này đẹp hơn in trực tiếp lên vải vì in lên giấy nó mặt nó phẳng và in nó đẹp hơn in lên vải với lại nó in có thể bảo quản được lâu dài để hôm sau in tiếp hoặc là nhiều nhiều đơn vị ấy, họ làm sẵn khi mà mùa nó chưa có vải, chưa có hàng để in, họ làm phôi sẵn, sau đó đến hôm họ chỉ cần ép lại là xong. Đấy, cũng có thể có nhiều trường hợp là à, các đơn vị tình lẻ đặt làm là chúng ta làm và chúng ta bán. Rồi, đó, đó là một cái công cụ in uh, kỹ thuật rất là cao, rất là phức tạp nhé Thì uh, các bạn có thể linh động, linh động tìm hiểu thêm. Đấy thì rõ ràng chúng ta đã đi hết tất cả những cái kỹ thuật về in, in in lưới trong một cái cái cái, cái uh, tài liệu khá là bé nhỏ khá bé nhỏ nhưng nhiều trang nhá nhiều trang đấy thì các bạn đã đi qua được một phần đó là như thế các bạn có thể lướt xem lại lướt xem lại từ đầu một lần nữa để hiểu rõ nó cần những cái mục gì và chúng ta ghi chép ra chúng ta không ghi ra thì chúng ta không bao giờ hiểu và chỉ nó mơ màng thôi những bạn mới nhé những bạn mới phải ghi ra cho mình rồi các bạn sẽ hiểu hết mọi thứ sau đó sau khi xem một vài những cái lý cái buổi thực hành sau nữa cái clip thực hành sau nữa các bạn sẽ hiểu thôi các bạn sẽ hiểu và làm được thôi không có không khó gì đâu đây là cái mục về mua địa chỉ mua mua nhưng mà thôi mua này thì tôi sẽ trong phần miêu tả nhé trong phần miêu tả tôi sẽ để một vài cái đường link tôi sẽ tìm hiểu dần những cái đơn vị bán uy tín chất lượng tốt chúng tôi sẽ để link các bạn tự mua nhé liên hệ số điện thoại zalo hoặc người ta sẽ tư vấn mà các bạn sẽ mua là xong chứ không cần thiết phải đi mua những cái địa chỉ đa như là phước tỷ rồi lý phát rồi thái ngọc phát rồi có những cái công thư uh, printtech như này thì ngày xưa đó, lâu đời rồi. bây giờ nó nhiều đơn vị bán nó rẻ hơn tốt hơn nhiều nữa rồi và các bạn ạ cho nên là um, dụng cụ hóa chất thì chúng ta sẽ uh, tôi sẽ tìm kiếm và đưa lên đó sau các bạn sẽ cập nhật dần nhé rồi coi như là chúng ta đã lướt qua hết tất cả những phần kỹ thuật in in, in lụa rồi nhé tôi không có làm slide để đơn giản lại mà tôi lấy một cái kỳ bài một cái tài liệu in lụa luôn để chúng ta đưa vào để chúng ta không bỏ sót phần nào cả đấy những phần nào không quan trọng tôi không được nói tôi không nói ký thì các các bạn vui lòng tự tìm hiểu hoặc tự Bấm tạm dừng và ghi lại dùm mình Còn mình không có đi kỹ những phần phần không quan trọng Những phần mình không muốn làm Đấy, còn những bạn muốn làm Thì các bạn nên tìm hiểu và xem lại, ghi kỹ, xem đi xem lại để hiểu yeah. Như vậy chúng ta đã đi hết đi phần lý uh, thuyết in lụa A đến Z rồi Và uh, bây giờ mình cũng uh, hy vọng các bạn sẽ uh, bấm like, comment những thứ các bạn muốn Mình, những chủ đề mà mình muốn hoặc là à, bấm nút chia sẻ giúp mình. Đấy, mình sẽ biết ơn các bạn rất là nhiều. Vì à, những cái gì mình cho đi thì sau này mình cũng sẽ biết rồi. Mình sẽ được nhận lại một phần nào đấy. Tình cảm, sự thân thương các bạn à, dành cho mình. Đấy. Và bây giờ mình xin được à, tạm dừng video clip này lại đây. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.